lợi dụng việc đánh BOT để trục lợi cá nhân. Sau vụ việc một số lái xe tham gia việc đánh BOT tụ tập tại trạm thu phí Bắc Thăng Long, Nội Bài nhằm phản đối việc thu phí, đồng thời gây áp lực đòi trả tự do cho Hà Văn Nam, khiến hơn 10 người bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý. Vụ việc tưởng chừng như đơn thuần chỉ liên quan đến cánh lái xe, nhưng trên thực tế, có thể thấy số đối tượng chống phá là những thành phần tích cực hơn trong việc truyền thông vụ việc. Đánh hơi sức nóng của vụ việc, Nguyễn Văn Đài, chủ tịch tự xưng của Hội Anh Em Dân Chủ, hiện nay đã thay mặt Hội Anh Em Dân Chủ, ngay sau đó đã soạn thảo, đăng tải trên trang web của Hội Anh Em Dân Chủ về bản lên án tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Qua đó, nhằm lên án chính quyền, đòi trả tự do cho số đám BOT bị giam giữ, kêu gọi cộng đồng chống đối trong và ngoài nước ủng hộ tiền, vật chất để hỗ trợ cho những cá nhân tham gia việc đánh BOT này. Trong đó, phản đối trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long, Nội Bài do nhóm đánh BOT lập ra, cánh lái xe đã phản đối và kêu gọi tẩy chay bản lên tiếng của Hội Anh Em Dân Chủ. Cánh lái xe này cho rằng, việc đấu tranh chỉ đơn thuần là vì quyền lợi của chính cá nhân, doanh nghiệp và mang tính tự phát. Do vậy, không có nhu cầu nhờ sự hỗ trợ nào như nội dung của bản lên án tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Văn Đài đăng tải. Đồng thời cho rằng, việc đánh BOT hiện nay đã bị kẻ xấu lợi dụng nhằm xuyên tạc vấn đề, cố tình lồng ghép yếu tố chính trị nhằm mục đích khác. Đây cũng không phải lần đầu cánh lái xe lên tiếng về việc này. Trước đó có thể thấy, nhóm đánh BOT miền Nam do Trương Châu Hữu Danh cầm đầu đã từng phủ nhận việc hỗ trợ của tổ chức Việt Tân, tố Việt Tân lợi dụng hình ảnh đánh BOT của nhóm để tạo tiếng vang cho mình. Hay như nhóm Đình Sang và những người bạn của Trần Đình Sang cũng đã phải đăng lại nội quy của nhóm là nói không với chính trị để tránh bị số phản động lợi dụng. Thật thảm cho Nguyễn Văn Đài cũng như Hội Anh Em Dân Chủ. Từ việc bị thành viên tẩy chay khiến Hội Anh Em Dân Chủ bị chức yểu bấy lâu, nay lại đến vụ này nữa. Rõ ràng, Hội Anh Em Dân Chủ đã đến ngày tàn rã.